Xin chào tất cả mọi người nha. Mình hôm nay đang có mặt tại xưởng mô hình của anh Toán ở bên Thái Bình, thôn Chanh, Thái Bình nha mọi người nhá. Thế bây giờ buổi sáng nay mình đến thì các anh bắt đầu đang làm việc rồi. Mình sẽ ghi một số hình ảnh cho mọi người xem nhá. Hôm từ rất lâu là sang đây một lần rồi, nhưng mà lúc ấy là những cái mô hình cũng chưa được làm nhiều. Hôm nay mình sang sẽ ghi hình cho mọi người xem. Một lát nữa mình sẽ ghi chi tiết những cái hình ảnh cho mọi người được xem nhá. Xin giới thiệu mọi người, đây là một chú Phượng Hoàng nha, đang được thiết kế và bây giờ đang test chuyển động, hai cánh đang vẫy. Đây mọi người có thể nhìn thấy là đây là đèn LED. Đèn LED là một test ánh sáng và test chuyển động. Đây là phần đầu nha, đây là phần đầu của chú Phượng Hoàng này. Đây là phía đuôi, phía đuôi nhá, phía đuôi thì phía bên ngoài nắng. Đây, phía chân chiếc Phượng Hoàng này thì đứng trên một cái thân cây, cho nên là phía dưới này thì chưa làm xong cho nên mọi người nhìn chưa rõ, nhưng mà nhìn rõ là hai chân của chiếc Phượng Hoàng nhá. Còn đây là chuyển động này, đang cho test chuyển động này, là một motor đang kéo toàn bộ chuyển động, một motor và chuyển động tất cả các hoạt động của trên một thân chim nhé, cánh này, cổ này, đây một Phượng Hoàng nữa này, một đôi gọi là một đôi Phượng Hoàng nha mọi người nhé, mà đôi bên này thì chưa xong, bên này thì mới lên một hình khung luôn. Toàn bộ toàn cảnh đúng là chim Phượng Hoàng. Anh em thợ đang hàn làm tiếp chim Phượng Hoàng thứ hai cho mọi người nhé. Còn vừa rồi mình giới thiệu bên kia là một chú Phượng Hoàng thứ nhất, đây là thứ hai, gọi là một cặp này, một cặp Phượng Hoàng. Sáng này đang được nắng mọi người, đang có trang luôn. Hai anh em thợ đang lên làm phần đuôi của chú Phượng Hoàng nha mọi người nhé. Chuyển sang bên kia để quay cho nó buổi sáng cho mọi người xem nhé. Đây góc máy này thì buổi sáng này anh em đang làm. Bây giờ Phượng Hoàng nhé. Tổng chiều dài của chú Phượng Hoàng này bao nhiêu mét nhỉ đồng chí nhỉ? Tổng chiều dài của chú Phượng Hoàng này là 8 mét này. Cao thì sẽ vào tầm khoảng 3 mét nhỉ? Có đến 3 mét không? Chiều cao 3 mét, dài 8 mét nha mọi người nhé. Đứng quay cho thì là bị được nắng, và hiện nay là vẫn đang bật đèn đấy. Nhờ anh bạn kia tắt một cái điện đi thôi, để làm gì nữa. Không phải sáng đâu, nhưng mà thôi anh em đang làm mình thấy phải tắt đi. Đây là nhìn được phía ngoài vào mọi người nhá, phía ngoài tổng là toàn cảnh khu vực xưởng của Toán của thôn Chanh Thái Bình nhé mọi người nhé. Hiện nay là trong nhà là đang làm chú Phượng Hoàng rất là to. Bây giờ mình đi sang bên này, sang khu bên này thì đây là một cái kho của anh nhé, cái kho để chứa tất cả các mô hình. Rất nhiều sắt. Đây nhìn ở bên này sang thì là các anh em thợ bây giờ cũng đang làm để tiếp cho các mô hình này. Bên này thì rõ luôn là phần đuôi của chú chim Phượng Hoàng này nha mọi người nhá, rất là rõ. Các anh em thợ đang
phần đuôi, lắp hệ thống trang trí là chuẩn bị những phần dán. Nào mô hình vào xong thì mình sẽ quay đây mình chi tiết cho mọi người xem tiếp. Còn hôm nay là cũng đang bắt đầu cái giai đoạn là đang dần hoàn thiện đây nhé. Đây là chúng ta chỉnh sửa phần đuôi của chú Phượng Hoàng nhé mọi người nhé. Góc máy này thì mọi người nhìn rất rõ phần phần trang trí của đuôi. Rất là rõ, các anh nhà thợ đang làm cái phần đuôi, lắp hệ thống trang trí và chuẩn bị những phần dán. Video của mình đến đây cũng tạm dừng lại nhé. Xin chào tất cả mọi người, hẹn quý vị và các bạn vào một video tiếp theo khi hoàn chỉnh cái mô hình chim phượng hoàng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.